Sau một ngày dài bận bịu với công việc, Mai đang tẩy trang trong phòng tắm. Tiếng vòi nước chảy xuống giúp cô cảm thấy khá thư giãn. Cánh cửa phòng tắm đang được đóng chặt, thế nhưng từ trong đó, Mai vẫn nghe thấy giọng của chồng cô rõ mồn một. Có vẻ như anh đang khá bực bội. Mai khẽ bước chân ra ngoài thì thấy Toàn đang nấu nồi thịt trên bếp. Điện thoại anh để ở trên bàn ăn và bật loa ngoài, tiếng mẹ chồng lanh lảnh phát ra. Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không việc gì phải đi làm thụ tinh nhân tạo làm cái gì, chỉ cần thay con mái đi là được mà. Thằng Sơn nhà ông Long trong xóm nhà mình ấy, cưới vợ mấy năm không đẻ được, cưới con khác về là ra con trai ngay. Con đã nói với mẹ trường hợp của con không giống với của anh Sơn, là do con có vấn đề nên mới phải đi làm thụ tinh nhân tạo, chứ có phải là do Mai đâu mà mẹ cứ một hai đòi con bỏ Mai. Nếu vợ chồng con ly hôn vì không sinh được con thì phải là Mai bỏ con mới đúng. Đằng này cô ấy đã chấp nhận cùng với con vượt qua khó khăn, mà mẹ cứ muốn chia cắt vợ chồng con là như thế nào? Mẹ chả tin vào ba cái lời nói của bác sĩ đâu. Mẹ sinh con ra lành lặn bình thường, sao con lại vô sinh được chứ? Toàn dường như cũng bất lực. Con cũng chẳng biết phải nói thế nào với mẹ nữa. Dù sao vợ chồng con cũng đã quyết định như vậy rồi. Thôi, con chào mẹ. Toàn tắt máy và thở dài liên tục. Mày khẽ nhón chân bước vào phòng tắm để Toàn không phát hiện ra cô đã nghe hết toàn bộ cuộc điện thoại giữa anh và mẹ chồng. Mày biết có những thời điểm khó khăn, con người ta mong muốn nhận được sự chia sẻ. Thế nhưng cũng có những thời điểm chỉ muốn ở một mình. Mai nhận ra đây là lúc cô nên cho Toàn một khoảng không gian để anh suy nghĩ. Mai cố tình ở trong nhà tắm lâu nhất có thể. Nói sơ qua về vợ chồng Mai và Toàn, hai người sinh ra và lớn lên ở cùng một vùng quê, người ở làng trên, kẻ ở làng dưới. Hai người bắt đầu yêu nhau từ khi học hết cấp 3, đến khi cả hai học xong đại học và kiếm được việc làm thì đã tiến tới hôn nhân. Mai là một cô gái tốt, có biết bao nhiêu chàng trai để ý và muốn lấy Mai về làm vợ. Thế nên Toàn lại càng cảm thấy mình may mắn hơn khi chiến thắng tất cả những vệ tinh xung quanh Mai. Mẹ anh thì khác, ngày anh dẫn Mai về ra mắt, bà đã không ưng ý và muốn Toàn kết hôn với một cô gái trong làng mà bà đã ngắm sẵn. Bà Loan mẹ chồng Mai luôn nghĩ trong nhà thì người đàn ông mới là trụ cột, đàn bà chỉ nên ở ngoài làm ruộng và chăm lo cho con cái. Nếu lấy cô vợ quá giỏi giang về thì chồng sẽ bị lấn lướt. Chính vì cái suy nghĩ lạc hậu đó mà bà Loan đã không có tình cảm với Mai. Thế nhưng vì con trai cứ khăng khăng làm theo ý mình nên cuối cùng bà cũng phải thuận ý con. Kết hôn được hơn nửa năm, thế nhưng mãi vẫn chưa có tin vui. Vợ chồng Toàn chở nhau đi khám và kết quả là do sức khỏe của Toàn không đảm bảo. Toàn đã rất sốc khi biết mọi chuyện là do anh. Thế nhưng chính Mai đã động viên anh không nên quá lo lắng, vì bây giờ khoa học rất phát triển, hai người có thể tìm những cách khác ngoài mang thai tự nhiên để có con. Hôm nay là ngày hai vợ chồng Toàn rút khoản tiền dành dụm sau hơn một năm tiết kiệm để đi làm thụ tinh nhân tạo, về để thông báo cho mẹ anh ở quê được biết. Bà Mai vốn đã không có kiến thức, lại còn rất bảo thủ. Dù đã có kết luận của bác sĩ, thế nhưng bà vẫn một mực đổ lỗi cho Mai là loại con dâu không biết đẻ. Toàn cũng bất lực khi mẹ anh không chịu thay đổi suy nghĩ. Anh là con trai của bà và là chồng của Mai. Anh không thể nhất bên trọng, nhất bên khinh, nên vẫn cố gắng hết sức để Mai và bà Loan không xảy ra va chạm. Mai không nói ra, nhưng thời gian qua cô đều biết hết những việc anh đã làm để cố giữ bình yên trong gia đình. Mai lại càng an tâm hơn khi lấy được anh chồng suy nghĩ thấu đáo như vậy. Đến giờ hai vợ chồng đi ngủ, Mai thủ thỉ với Toàn. Chuyện đi làm thụ tinh nhân tạo không phải ai cũng may mắn có con ngay từ lần đầu. Nên nếu như anh và em có thất bại, anh cũng không được nản lòng đâu đấy. Anh phải cùng em cố gắng đấy. Đương nhiên rồi, em phải biết là chồng em rất mạnh mẽ chứ. Toàn cười rồi âu yếm nhìn vợ. Anh cảm thấy an tâm hơn rất nhiều khi được Mai động viên. Thật lòng mà nói, bất kỳ vợ chồng nào đã bỏ tiền bạc, thời gian, công sức đến bệnh viện thì cũng rất kỳ vọng nhanh chóng có con. Cả Mai và Toàn cũng vậy. Thế nhưng họ không bộc lộ điều đó quá nhiều ra bên ngoài vì sợ sẽ gây áp lực đối với đối phương. Con cái cũng quan trọng, thế nhưng tình cảm vợ chồng cũng quan trọng không kém. Hai người đã chọn đặt tình cảm của mình cho đối phương lên trên hết. Sau 4 tuần, Mai và Toàn đến tái khám. Cả hai đã vui mừng không nói lên lời khi chỉ sau lần đầu tiên Mai đã đậu thai. Bác sĩ còn nói đây là một kỳ tích, rất hiếm có cặp vợ chồng nào may mắn như vợ chồng Toàn. Hai người ríu rít cảm ơn bác sĩ rồi trở về nhà. Toàn lên mạng tìm kiếm những món ăn ngon và bổ dưỡng cho mẹ bầu để tầm bổ cho Mai.
Nghĩ đến việc sắp được lên trước bố, Toàn không giấu giếm được niềm vui. Anh vừa nấu ăn, vừa ngân nga tiếng hát. Mai cũng bất giác cười theo anh. Vì hai người không phải có thai tự nhiên, nên việc dưỡng thai lại càng phải chú ý hơn so với bình thường. Bác sĩ đã khuyên Mai nên nghỉ ngơi ở nhà, dù chỉ mới ở tháng đầu của thai kỳ. Toàn và Mai biết mình nên làm theo lời bác sĩ, Toàn bàn với Mai. Hai vợ chồng mình ở phòng trọ này dù có điều hòa, nhưng mà vẫn rất nóng nực. Ít hôm nữa vào hè lại càng nóng hơn. Anh nghe nói phụ nữ mang thai thân nhiệt cao hơn bình thường. Hay là em chuyển về quê sống với mẹ anh? Hai anh trai anh đã ra ở riêng, nên bây giờ ở trong nhà cũng chỉ có một mình mẹ. Nhà mình ở quê cũng khá rộng rãi mát mẻ, nên sẽ thoải mái hơn cho em khi ở đó. Ý em thế nào? Nếu em thấy ở nhà với mẹ khó xử, thì anh cũng sẽ xin chuyển về làm ở quê. Có gì đâu mà khó xử. Bây giờ công việc của anh ở đây vẫn đang rất tốt. Anh cứ ở lại đây mà làm để tìm kiếm cơ hội thăng tiến. Từ đây về nhà cũng chỉ mất có một tiếng đi xe. Cuối tuần anh về thăm em là được mà. Hay là anh sợ quan hệ của em với mẹ không tốt? Tính cách mẹ anh cũng hơi khác người một chút. Anh sợ mẹ sẽ làm khó em. Không sao đâu. Dù sao bây giờ em cũng đã là con cái trong nhà. Với lại em đang mang thai, mẹ sẽ không làm khó gì em đâu. Anh đừng nghĩ như thế. Nhưng mà lỡ như có chuyện gì thì em phải nói cho anh biết liền đấy nhá. Tuyệt đối không được giấu anh đâu đấy. Em biết rồi mà. Sau khi hai vợ chồng bàn bạc thống nhất, thì Mai đã quyết định sẽ chuyển về quê. Toàn gọi điện về cho bà Loan. Bà Loan tỏ ra không vui khi phải chăm sóc con dâu. Nhưng mà hiếm lắm con trai mới gọi điện về nhờ vả. Thế nên bà cũng đành chấp nhận. Chủ nhật được nghỉ làm, Toàn bắt một chiếc taxi đưa vợ về quê. Khi về đến nhà, Mai lễ phép chào hỏi mẹ chồng. Bà chỉ lạnh nhạt đáp lại cô với vẻ mặt không mấy thiện cảm. Mai không để ý gì nhiều đến biểu cảm của mẹ chồng. Toàn đưa hành lý vào phòng cho vợ. Xong xuôi anh dặn Mai nghỉ ngơi. Toàn ra ngoài thì thấy bà Loan đang ngồi ở phòng khách. Toàn dắt mẹ xuống dưới bếp. Anh liên tục dặn dò bà đủ thứ. Từ việc ăn uống đến việc để Mai nghỉ ngơi. Anh không muốn vợ phải động tay động chân vào bất cứ việc gì rồi ảnh hưởng đến con cái. Bà Loan ban đầu còn ậm ừ. Nhưng khi thấy con trai nói nhiều quá, bà bắt đầu cáu gắt. Anh sợ mẹ sẽ ăn thịt vợ anh hay sao mà anh dặn kỹ thế? Đang yên đang lành ở nhà một mình sướng như tiên, chẳng phải lo lắng cho ai. Tự nhiên anh lại đưa vợ về đây. Nếu mà anh lo ấy, thì dẫn chị ấy về thành phố đi. Mẹ nói nho nhỏ thôi, kẻo Mai nghe thấy bây giờ. Chẳng phải mẹ đã hứa với con là sẽ nhẹ nhàng rồi sao? Thế mà chưa gì mẹ đã cáu gắt như thế. Tại anh không tin tưởng mẹ trước chứ. Thôi, anh mau lên đường đi đi. Cứ yên tâm làm ăn, không phải phân vân gì hết. Toàn vẫn cảm thấy khá lấn cấn, thế nhưng anh đành phải lên đường rời quê, vì tuy là ngày nghỉ, anh vẫn còn có một cuộc hẹn khá quan trọng với khách hàng vào buổi chiều. Anh phải đi ngay bây giờ thì mới kịp. Toàn chào mẹ và vợ rồi lên đường. Ngồi trong xe taxi, anh vẫn không yên tâm và ngoái nhìn lại căn nhà của mình. Mai thì khác, từ khi lấy chồng, cô và Mạnh bận bịu với công việc ở thành phố. Hai người chỉ về quê vào những dịp quan trọng như giỗ chạp, lễ Tết. Những lần đó, bà Loan và Mai cũng không nói chuyện với nhau nhiều. Mai chưa hiểu hết về con người của bà Loan. Điều duy nhất cô biết là mẹ chồng cô cho rằng cô mới là người không thể mang thai được. Thế nhưng Mai nghĩ bây giờ chuyện đó cũng không còn quan trọng. Khi bây giờ cô đã có thai, mọi chuyện đã được giải quyết. Những ngày đầu tiên ở quê với Mai khá thoải mái. Nhà mẹ đẻ lại khá gần nhà chồng, nên bà hay ghé qua và đưa những món đồ bồi bổ cho cô con gái. Bà Loan cũng không nói gì nhiều, bà ra đồng từ sáng sớm và đến trưa mới về. Hai mẹ con chỉ cùng nhau ăn bữa sáng và bữa tối nên không hề xảy ra xung đột. Mai thấy bà Loan đi làm vất vả về lại còn phải nấu cơm cho nên cô khá thấy áy náy. Mai đã chủ động nói với bà Loan là để cô lo chuyện cơm nước, thế nhưng bà đã từ chối. Ôi dào, không cần phải vậy đâu. Thằng Toàn nó đã một hai dặn mẹ là phải nấu ăn cho chị tử tế. Giờ ấy mà mẹ không nấu thì nó lại trách mẹ. Chuyện đó mẹ không cần lo lắng đâu, để con nói chuyện với anh Toàn là được ạ. Thôi thôi, cứ để mẹ nấu. Mẹ giờ ấy già rồi nên chỉ quen ăn cơm mềm, canh mềm thôi. Để con nấu mẹ sợ mẹ không nuốt được. Mà trông con tiểu thư như thế này, khéo vào bếp lại mẹ hết cả bát đũa mất. Trong lời nói của bà Loan, Mai có cảm nhận được phần nào bà không tin tưởng và còn mỉa mai cô. Mai cũng không muốn vì chuyện đó mà hai người lại tranh cãi, thế nên Mai cũng không tranh giành vào bếp nữa. Những tưởng câu chuyện cứ thế mà kết thúc. Đằng này khi Mai quay lưng đi vào trong phòng,
thì bà Loan lại nói một câu xanh rờn. Chả có ai khổ như bà già này cả. Từ chủ nhà lại biến thành ô xin, hầu hạ cho con dâu từ đầu đến chân. Mai sững sờ quay lại nhìn bà Loan. Cô mới về đây được 3 ngày, ngoài chuyện cơm nước ra thì Mai chưa hề nhờ bà Loan phải giúp đỡ cô thêm bất cứ việc cá nhân nào. Vậy mà bà lại nói như thế. Cô sai khiến bà đủ việc. Ngay cả chuyện nấu ăn bây giờ cô muốn được giúp đỡ thì bà cũng không cho. Mai có ấm ức trong lòng, thế nhưng khi Toàn gọi điện về hỏi thăm tình hình ở nhà thì Mai vẫn nói rằng tất cả đều ổn, để anh không phải lo lắng. Mai cũng nghĩ nếu mình chịu bỏ qua thì cuộc sống ở nhà chồng sẽ nhẹ nhàng hơn. Thế nhưng Mai đã nhầm, khi cô tỏ ra hiền lành và biết điều thì bà Loan lại càng lấn tới và gây nhiều phiền toái cho cô hơn. Thời tiết mùa hè ở quê nắng nóng gần 40 độ, nhà nào nhà nấy đều phải sắm sửa một cái điều hòa cộng với cả một cái máy phát điện. Mai vẫn theo thói quen cũ là bật điều hòa lúc đi ngủ buổi trưa và buổi tối. Những thời gian còn lại cô cũng không sử dụng điều hòa. Mai còn nhớ hôm đó tầm 1 giờ trưa, Mai đang nằm ngủ thì bỗng thấy nóng ran cả người. Cô cứ tưởng bị mất điện, thế nhưng Mai mở mắt dậy thì thấy quạt vẫn đang quay, còn điều hòa thì đã tắt. Mai cứ tưởng điều hòa có trục trặc, cô lấy số điện thoại được bỏ ở góc bàn gọi cho thợ đến sửa. Khi anh thợ đến nơi kiểm tra một vòng mới hỏi, công tắc điều hòa nhà em đặt ở đâu? Thú thật với anh, em mới về quê mấy hôm nên cũng không biết công tắc để ở đâu nữa. Anh thợ nghe thế thì đi vòng xung quanh nhà để tìm kiếm và thấy công tắc được đặt ở phía bên ngoài căn phòng sát với vườn rau. Anh thợ loay hoay ở ngoài đó một lúc rồi quay vào. Điều hòa không có bị hỏng hóc gì cả đâu, mà do có người đã tắt công tắc điều hòa ở ngoài này. Em thử hỏi mẹ chồng em xem có phải là do bà làm hay không. Nếu đúng như vậy thì em nhớ bảo bà đừng có làm thế, bởi tắt điều hòa đột ngột bằng công tắc sẽ làm điều hòa dễ hỏng hóc hơn. Mai nghe anh thợ nói như thế thì cũng vâng dạ. Chiều đến khi bà Loan đi làm đồng về, Mai mới hỏi bà, mẹ ơi, có phải mẹ tắt công tắc điều hòa ở phía sau phòng con không ạ? Con đang nói gì thế? Lúc trưa con đang ngủ thì thấy điều hòa bỗng nhiên không chạy nữa. Con có gọi thợ đến sửa thì anh ấy nói do công tắc bên ngoài bị tắt. Con đang nghi ngờ mẹ đấy hả? Mẹ đi làm từ sớm, 3 cái đồ công tắc điện đấy, mẹ có biết gì đâu mà tắt. Dạ con xin lỗi nếu là mẹ khó chịu, nhưng mà con không có ý gì cả. Chắc là có đứa trẻ con nào bên nhà hàng xóm sang nghịch đấy. Mà con cũng lạ, mới chịu nóng có một chút thôi mà đã vội gọi thợ đến sửa rồi. Thế điều hòa không hư hỏng gì, con vẫn trả tiền cho thợ đấy chứ. Dù gì mình cũng đã gọi người ta đến nhà cả trưa nắng nóng, cho nên con có gửi cho anh ấy 50 ngàn, coi như là tiền nước. Con đưa như vậy là ít quá hả mẹ? Nghe đến đó, bà Loan như phát điên, khuôn mặt bà đỏ như quả cà chua. Thế không hỏng hóc gì thì chỉ cần cảm ơn người ta là được, chứ sao còn phải đưa tiền cho người ta nữa? Con có biết suy nghĩ không? Bây giờ con đang không làm ra tiền đấy, đến đâu mà tiết kiệm đi. Mày nghĩ số tiền 50.000 không phải là quá nhiều. Mình đã nhờ vả người ta đã bỏ thời gian cho mình thì mình cũng phải biết điều. Đúng là Mai hiện tại không đi làm, thế nhưng cô vẫn có tiền tiết kiệm. Cô dùng số tiền đó để trả cho anh thợ, chứ không hề ngửa tay xin bà Loan. Vậy mà bà lại lớn tiếng với cô chỉ vì một việc cỏn con như thế. Mai nhìn ra bên ngoài thì thấy có mấy người đi làm đồng về đang nhìn vào cô và bà Loan. Sau khi bà Loan lên tiếng, Mai không muốn đẩy mọi chuyện đi xa. Mai im lặng và trở về phòng. Bà Loan cũng nhìn thấy những ánh mắt của hàng xóm đang nhìn vào bà và con dâu. Bà lại càng lớn tiếng hơn. Đấy, con dâu như thế đấy. Mẹ chồng chưa nói hết câu mà đã quay lưng bỏ đi. Tự hỏi trong cái làng này có nhà nào con dâu như cái nhà này không? Mai thấy những cái lời bà Loan nói có phần quá đáng, nên cô quay lại nhìn bà. Bà lại càng được đà hơn. Đấy, bây giờ nó lại còn liếc cả mẹ chồng nữa chứ. Mặt xúc mày xỉa có khó coi không cơ chứ. Chả biết con trai tôi thích nó ở cái điểm nào nữa. Con thấy bây giờ mẹ đang mất bình tĩnh đấy. Đến khi nào mẹ bình tĩnh lại thì mẹ con mình sẽ nói chuyện. Con về phòng trước ạ. Mai vào phòng đóng chặt cửa rồi đeo tai nghe vào. Cô không còn nghe rõ ở bên ngoài bà Loan đang nói những gì. Thế nhưng Mai thừa đoán được đó là những câu chửi rủa cô. Rốt cuộc chỉ có một câu chuyện nho nhỏ qua miệng của bà Loan đã bị thổi phồng. Mai đã hiểu vì sao Toàn liên tục dặn dò cô khi về sống chung với mẹ anh. Toàn biết mẹ anh không có thiện cảm với Mai nên ít nhiều sẽ gây khó dễ cho Mai. Trong hoàn cảnh của Mai hiện giờ, cô cũng không thể gọi điện để than thở với chồng. Bởi nếu chồng cô nói lại với bà và mong bà thay đổi thì bà sẽ nghĩ cô đã mách lẻo và càng ghét bỏ cô hơn. Mai nghĩ tốt nhất nên tự mình giải quyết chuyện này.
Đến giờ ăn cơm cô đã xin lỗi bà Loan để không khí trong nhà nhẹ nhàng trở lại, dù Mai biết bản thân cô chẳng hề làm gì sai. Bà Loan bề ngoài tỏ vẻ lãnh đạm, thế nhưng thực chất bà đang mở cờ trong bụng vì nghĩ Mai là người dễ khuất phục và có thể tùy tiện đối xử với cô con dâu. Câu chuyện về cái điều hòa vẫn chưa kết thúc. Mấy ngày sau, Mai vẫn bị thức giấc khi đang ngủ ngon lành vì cái điều hòa đã tắt. Buổi trưa thì tầm 1 giờ, buổi tối tầm 12 giờ. Sự việc đó cứ lặp đi lặp lại suốt gần một tuần. Nếu là buổi trưa thì Mai có thể nghĩ bọn trẻ con bên hàng xóm leo tường sang nhà cô và bày trò nghịch ngợm. Thế nhưng buổi tối giờ đó thì làm gì còn đứa trẻ con nào nữa. Mai bắt đầu nghi ngờ bà Loan vì bây giờ trong nhà chỉ có hai mẹ con. Tối đến, Mai vẫn tắt điện trong phòng vào đúng 10 giờ. Thế nhưng thực chất cô không hề ngủ mà đang thức để tìm thủ phạm. Cơn buồn ngủ đã kéo đến, thế nhưng Mai vẫn cố mở mắt. Cho đến 12 giờ, Mai nghe thấy tiếng bước chân lạch cạch phát ra. Cô cũng rón rén mở cửa và cầm theo một chiếc đèn pin ra ngoài. Mai nhìn thấy một chiếc bóng đen đang loay hoay ở chỗ gần công tắc. Mai không ngần ngại nữa mà bật đèn pin chiếu thẳng vào mặt của thủ phạm. Khuôn mặt bà Loan được chiếu sáng giữa ánh đèn. Bà Loan giật mình và suýt ngã xuống đất. Lời nói của bà ấp úng. Chị còn chưa ngủ hả? Mẹ là người đã thắt điều hòa của con sao? Rốt cuộc vì sao mẹ lại làm như vậy? Bà Loan bắt đầu lật lọc. Còn vì sao nữa? Đương nhiên là để tiết kiệm điện rồi. Chị không thấy ngày nào trên loa phát thanh của xã đều tuyên truyền phải tiết kiệm điện đấy à? Tôi lúc nào cũng được cán bộ xóm biểu dương là công dân gương mẫu, thế nên phải làm đúng bổn phận của mình rồi. Sử dụng điều hòa nhiều vừa không tốt lại vừa tốn điện. Tôi làm vậy á cũng chỉ vì nghĩ cho chị nữa đấy. Mẹ ơi, cái thời tiết bây giờ ngày nào cũng nắng nóng đến gần 40 độ C. Con đang mang thai nên lại càng có cảm giác nóng nực hơn. Những lời mẹ nói đều đúng, thế nên con chỉ bật điều hòa vào mỗi lúc đi ngủ thôi. Bây giờ mẹ lại còn tắt của con đi thế này thì con thật sự không chịu được. Mấy hôm nay ngày nào con cũng thức dậy lửa đêm vì nóng đấy mẹ. Chị đừng tưởng cả thế giới này chỉ có một mình chị mang thai. Tôi cũng từng mang thai rồi đấy. Ngày xưa không có điều hòa, cũng chẳng có cái quạt mà tôi vẫn chịu được đấy thôi. Còn chưa kể đến tiền điện, ngày trước mỗi tháng cùng lắm cũng chỉ đến 100 ngàn. Tháng này á, chắc phải gấp mấy lần. Mẹ đừng so sánh ngày xưa với bây giờ, mỗi thời mỗi khác. Không thể vì lúc đó mẹ chịu khổ mà bây giờ mẹ cũng bắt con chịu khổ. Còn chuyện tiền điện thì mẹ cứ để con đóng. Con mong mẹ từ nay về sau sẽ không làm như vậy nữa. Cuối cùng thì chị cũng lộ bộ mặt thật rồi nhỉ. Mấy hôm trước chị còn xin lỗi tôi rồi nhận sai, mà bây giờ chị lại lên giọng nói với tôi như thế đấy. Lực cười nhất là mấy nhà hàng xóm cứ bảo ghen tị với tôi vì có con dâu như chị. Nếu họ mà biết chị như thế này, không biết họ còn nói thế nữa hay không. Bà Loan ôm cục tức với Mai. Từ hôm đó bà không còn tắt điều hòa nữa, thế nhưng bà lại bắt đầu đi kể xấu con dâu với cả làng. Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa. Chẳng mấy chốc mà câu chuyện về Mai khi về nhà bà Loan làm sâu đã đến tai bà Hồng, mẹ ruột của Mai. Bà gọi điện sang cho Mai, giọng bà nghiêm nghị. Con có làm gì vô lễ hỗn xược với mẹ chồng con không Mai? Dĩ nhiên là không rồi à? Sao tự nhiên mẹ lại hỏi như vậy à? Mấy hôm nay mẹ nghe người trong làng mình và cả làng bên xì xầm đủ điều về con đấy. Bọn họ nói những gì thế hả mẹ? Họ nói nhiều lắm, nếu mà con nghe thì chắc chắn sẽ buồn, cho nên mẹ cũng không muốn nhắc lại. Thế nhưng mà hai mẹ con có xích mích gì không? Mai kể lại cho mẹ nghe những câu chuyện xảy ra trong thời gian ngắn ngủi mà cô về sống chung với mẹ chồng. Cô không thêm bớt bất kỳ điều gì. Không phải vì Mai là con gái bà Hồng nên bà Hồng bênh vực. Thế nhưng quả thật Mai là đứa rất biết điều, lễ phép. Từ trước đến nay chưa bao giờ Mai bị người ta chê bai. Bà Hồng tin tưởng con gái, bà không muốn người khác lại tiếp tục đặt điều về cô. Tất cả mọi chuyện xảy ra cũng là vì Mai đang sống chung với mẹ chồng. Bà Hồng có gợi ý Mai bàn bạc với Toàn để về sống cùng với bà, thế nhưng Mai đã nhanh chóng từ chối. Như vậy không được đâu mẹ ạ. Mẹ chồng con ra ngoài và nói những cái điều không hay với con. Khi nghe những lời đó, có người thì nghi ngờ, có người thì tin là thật. Thế nhưng mà nếu bây giờ con xếp hành lý rồi về ở với mẹ, thì tất cả mọi người đều nghĩ những cái lời mẹ chồng con nói là thật. Con là cái đứa không biết điều, là đứa vô phép vô tắc, không thể sống cùng với mẹ chồng mà phải bỏ về nhà mẹ đẻ. Con không muốn mọi chuyện trở thành như thế. Bà Hồng hiểu ý con gái muốn nói, bà khuyên Mai. Con cũng đừng tự mình ôm đồm và giải quyết mọi chuyện. Con hãy thử nói chuyện với chồng con xem. Bây giờ cái thai của con mới được 2 tháng, sắp tới còn 7 tháng nữa, và cả cái thời gian sinh nở. Nếu bà ấy cứ làm những cái chuyện quá đáng mãi, thì một mình con sao giải quyết được đây?
Mai băn khoăn không biết có nên nghe theo lời mẹ cô hay không. Đến cuối tuần, Toàn về nhà chở Mai đi khám. Mai vẫn không thể mở miệng ra nhờ vả anh nói chuyện với mẹ. Nếu anh nói với bà Loan thì bà sẽ nhận ra mình đã quá đáng, hay lại cho rằng con dâu mới là người quá đáng. Bà sẽ nhẹ nhàng hơn với Mai hay lại càng quá quắt hơn. Mai quay sang nhìn Toàn, anh cười tươi với cô, thế nhưng quầng thâm mắt của anh Mai nhìn thấy rất rõ. Chắc chắn dạo này công việc của Toàn đang rất bận rộn, thế mà tuần nào anh cũng sắp xếp để chủ nhật về với vợ. Mai thấy sự có mặt của anh đã là một niềm an ủi lớn đối với cô. Cuộc đời chẳng thể đòi hỏi hoàn hảo được cả chồng lẫn nhà chồng. Một lần nữa, Mai vẫn quyết định giấu kín những chuyện đã xảy ra. Những ngày Toàn ở trên thành phố, anh đều đặn gọi điện thoại hỏi cô ở nhà có chuyện gì xảy ra không. Anh còn nhờ vả bà Loan chăm sóc cô kỹ lưỡng. Với Mai như vậy đã là quá đủ rồi. Cứ tưởng câu chuyện về cái điều hòa đã giải quyết xong khi mà Mai nói cô là người chi trả tiền điện, nhưng một câu chuyện mới lại xuất hiện. Thời gian gần đây điện lực liên tục cắt điện để sửa chữa. Mai có hỏi Toàn và biết trong nhà có máy phát điện. Mai cũng không đến nỗi mù tịt về điện nên cô có thể tự bật máy. Khổ nỗi máy phát điện này lại chạy bằng xăng. Sau khi dùng hết số xăng cũ trong nhà, Mai có nhờ bà Loan đi mua xăng cho cô, nhưng bà đã từ chối. Một lý do quen thuộc được bà Loan đưa ra: mất điện có một hôm không chết được đâu. Hàng xóm xung quanh đây có ai có máy phát điện đâu mà họ vẫn chịu được đấy thôi. Mình có giàu có hơn họ đâu mà cứ phung phí hết cái này đến cái khác. Tiền xăng mở máy qua một đêm cũng bằng tiền điện dùng nửa tháng rồi. Nhà thêm có một người thôi mà khoản tiền phải chi ra lại tiêu tốn gấp 3, gấp 4 lần. Thì thà rằng mình không có thì mình phải chịu khổ, nhưng mà đằng này mình có thì sao lại không dùng hả mẹ? Máy móc mua về cũng để phục vụ con người, chứ có phải để cất trong nhà kho đâu. Con sẽ gửi mẹ cả tiền xăng, nhờ mẹ đi mua giúp con chứ. Bây giờ bụng con mang dạ chửa, con muốn kiêng cữ tốt nhất có thể. Chị lại đưa tiền ra để nói chuyện với tôi nữa rồi đấy. Ai không biết lại tưởng tôi rẻ sẻn, khó khăn với con dâu từng nghỉ một. Con trai tôi đi làm bục mặt trên thành phố, vợ ở nhà lại không biết thương chồng, cái gì cũng đòi hỏi cho bằng được. Chị muốn mua, muốn dùng thì chị tự làm lấy. Đằng nào cũng lỡ mang tiếng rồi, bà già này không phục vụ cho chị được nữa đâu. Chính mẹ mới là người nhắc đến cái chuyện tiền nong đầu tiên, nên con mới bảo là con sẽ đưa tiền cho mẹ. Và lại bây giờ anh Toàn, anh ấy là chồng con. Chồng kiếm tiền về không phải cho vợ con sử dụng thì còn cho ai nữa ạ? Con cũng đâu có tiêu xài hoang phí mà chỉ dùng vào những việc cần thiết. Con thấy mẹ có phần quá đáng khi chỉ trích con như vậy. Nếu mẹ không thể giúp con thì con sẽ nhờ người khác giúp con ạ. Mai nhất quyết không nhân nhượng với bà Loan. Nếu bà không thể vui vẻ giúp cô thì cô sẽ tự tìm cách khác. Mai nhờ bà Hồng mua xăng đến cho cô. Bà Hồng dù rất bận bịu với công việc chăn nuôi ngoài trang trại, thế nhưng bà vẫn sẵn lòng bớt thời gian để giúp đỡ con gái. Buổi ngày bận bịu lên buổi tối bà tranh thủ qua nhà thăm con gái. Mỗi lần nhìn thấy bà Hồng thì bà Mai lại tỏ rõ thái độ. Miệng bà nói lời chào, thế nhưng mà mắt bà thì liếc ngang liếc dọc. Những gì bà Loan thể hiện ra bên ngoài đã khiến cho bà Hồng hiểu vì sao lại có những cái lời đồn ác ý với con gái của bà như vậy. Bà Hồng cũng chỉ biết động viên Mai. Dù sao cô cũng là phận con dâu, là bậc dưới và đang còn sống chung, nên dù bà Loan có quá đáng, cô cũng không được vô lễ. Vì nếu chỉ vì một lần cô làm sai thì bà ấy sẽ vịn vào đó mà để chỉ trích cô hơn. Đến mùa gặt lúa, Mai cảm thấy may mắn vì mẹ chồng cô không tiết kiệm đến mức tự tay đi gặt mà vẫn thuê máy để gặt. Bà ra đồng cả ngày để trực máy đến thửa ruộng nhà mình. Bà gọi điện cho Mai và sai vặt Mai đem đồ ăn hay đem nước uống ra đồng. Từ nhà đi ra cánh đồng cũng chỉ cách mấy bước chân nên Mai vẫn vui vẻ giúp đỡ mẹ chồng. Nhưng đến khi lúa đã được đem về nhà thì lại là một câu chuyện khác. Thời tiết thì cứ lắng mưa thất thường, bà Loan làm cả 8 xảo ruộng, khắp nơi trong nhà toàn là lúa. Mai có khuyên bà không nên phơi hết một lúc vì chẳng may mưa xuống thì chạy không kịp, nhưng bà đâu có nghe lời Mai. Ngày đầu tiên thì không sao, thế nhưng đến ngày thứ hai thì trời lại càng âm u hơn. Mai xem dự báo thời tiết trong điện thoại thì thấy khả năng mưa rất cao. Cô lo lắng: mẹ ơi, hay hôm nay mẹ đừng phơi lúa nữa, chứ con thấy thời tiết xấu lắm ạ. Chị cứ khéo lo, trời này chỉ có hơi âm u một tí thôi. Chị thử đi ra ngoài đường ngó nghiêng một lượt xem có cái nhà nào mà lại không phơi lúa hay không. Nhưng nhà họ đông người, nếu lỡ có mưa thì vẫn xoay sở kịp, chứ nhà mình chỉ có mỗi mẹ với con. Bây giờ con bụng mang dạ chửa thế này cũng đâu giúp được mẹ đâu. Chị nói thế nghĩa là nếu trời mưa thì chị cũng không động tay làm hả?
Không phải con không muốn, mà bây giờ bụng con đã khá lớn, con đi đứng bình thường còn khó. Và lại bác sĩ cũng đã dặn con phải cẩn thận. Chị lại lôi cái câu bác sĩ phải cẩn thận ra để trốn tránh việc rồi đấy. Cả mấy tháng nay chị về đây chưa một lần phải làm cái gì cả. Bây giờ có việc thì chị lên biết ý là chủ động giúp tôi chứ. Vợ chồng chị đưa nhau đi khám, bác sĩ nói gì cũng chỉ có anh chị biết, chứ bà già này có biết đâu, có trực tiếp được nghe đâu mà biết chị đang nói thật hay đang nói dối. Nếu mẹ không tin tưởng con thì lần sau mẹ có thể đi cùng con với anh Toàn để biết con đang nói thật hay nói dối mà. Thôi, tôi chẳng có thời gian rảnh rỗi đến thế. Tôi cho chị đúng được chưa? Bà Loan nói không lại Mai nên tiếp tục đánh đông kích tay khiến Mai khó chịu. Mai nhìn lên bầu trời và nhìn ra sân lúa, cô lắc đầu ngao ngán. Đến đầu giờ chiều, Mai thấy bà Loan mặc quần áo đi đâu đó. Hóa ra hôm nay ở bên làng bên có công ty nào đó về bán thuốc và phát quà cho người già. Bà Loan đã đến độ tinh quái, cho nên bà không hề bị bọn đó dụ dỗ mà chỉ đến đó để lấy quà tặng. Mỗi lần như thế bà thu hoạch được 2 chai dầu ăn và mấy cân đường. Mai cũng chả có ý kiến gì về việc bà Loan làm. Thế nhưng bây giờ bà đi như vậy, nhỡ có mưa thì chẳng biết ai sẽ xoay sở cho cái sân lúa nữa. Mai bất an nên không thể ngủ trưa. Đến khi mây đen càng ngày càng kéo tới dày đặc, Mai gọi điện cho bà Loan, bà lại không bắt máy. Cô cũng thấy sót cho công sức cả một vụ mùa, cho nên đã đánh liều mặc bộ quần áo lao động ra cào lúa. Bụng bầu của Mai đã được 5 tháng và khá lớn. Cứ mỗi lần Mai cúi người xuống, cô lại cảm thấy tức ngực và khó thở. Mới cào được vài ba đường thì Mai đã thấy không ổn nữa. Cơn mưa cũng ập xuống nhanh chóng. Mai bất lực đi vào trong nhà và nhìn lúa ngấm nước mưa. Đến khi mưa tạnh thì bà Loan mới lóc cóc về. Khỏi phải nói, cũng biết bà đã làm loạn đến mức nào. Bà Loan liên tục chửi bới. Trời ơi là trời, dặn dò con dâu ở nhà phơi lúa cho mẹ mà nó để lúa trôi theo dòng nước hết thế này đây. Vụ này coi như làm không công rồi. Mai, chị nói đi, chị chống mắt ngồi không như thế à? Cơm gạo thì chị ăn mà chị lại không chịu làm à? Mai uất ức trả lời. Ngay từ đầu con đã nói với mẹ là đừng có phơi lúa vào ngày hôm nay. Thế nhưng mà mẹ cứ nhất mực làm theo ý mẹ. Nếu mẹ đã quyết như vậy thì ít nhất mẹ cũng phải ở nhà để canh chừng. Đằng này mẹ lại bỏ đi đâu? Mẹ thử mở điện thoại ra xem có phải con đã gọi rất nhiều cuộc cho mẹ hay không, nhưng mẹ không thèm nghe máy. Con biết công sức làm ra hạt lúa vất vả nên con cũng sót lắm chứ. Con cũng đã chạy ra, thế nhưng mà sức khỏe con không cho phép. Đằng nào chị cũng nói được. Tôi nói không lại chị. Đã thế này tôi phải gọi thằng con trai tôi về để nó dạy dỗ lại chị. Chứ ở đâu ra mẹ chồng nói một câu thì con dâu lại cãi hai câu. Tôi phải làm ngay. Bà Loan vừa nói hết câu thì có một chiếc taxi dừng ở cổng. Toàn từ trên xe bước xuống. Nhìn thấy cái sân lúa ngập nước khiến anh khá hốt hoảng. Còn bà Loan thì mừng như bắt được vàng. Bà kéo Toàn vào nhà và bắt đầu liến thoáng. Con về đúng lúc lắm Toàn ơi. Con nhìn xem, năm nay nhà mình chắc phải đi mua lúa ăn thôi con ạ. Mẹ đã dặn cái Mai ở nhà canh chừng cho mẹ, mà nó lo ăn lo ngủ để lúa má thành ra thế này đây. Toàn quay sang nhìn vợ thì thấy Mai đang ngồi dựa vào chiếc cột ở bậc thềm. Lép mặt cô nhăn nhó, Toàn vội hất tay bà Loan ra và đến đỡ vợ. Em có sao không Mai? Em đau ở đâu à? Em hơi thấy khó chịu ở vùng bụng, nhưng mà chắc không sao đâu. Sao tự nhiên lại thế? Em bị ngã à? Anh đưa em đi khám nhá. Không cần đâu anh. Lúc nãy em cúi lên cúi xuống để cào lúa nên có hơi mệt. Chắc chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn thôi. Bà Loan lại bĩu môi. Đã không làm được cho tử tế, giờ lại còn dở trò ốm yếu nữa. Con nhìn vợ con xem có ai như nó không? Con phải dạy dỗ nói lại đi. Con xin mẹ đấy. Mẹ không thấy cô ấy đang mang thai hay sao? Thế con tưởng cả cái làng này chỉ có một mình nó mang thai à? Mẹ thôi cái kiểu so sánh ấy đi. Mỗi người mỗi khác, không thể lấy sức khỏe của người này áp đặt lên người kia được. Sao mẹ lại vô tư giao cho cô ấy cái việc phơi lúa trong khi thời tiết âm u thế này? Mẹ thừa biết mưa ập đến thì cô ấy cũng bất lực, chứ đâu thể làm gì được ạ. Con đã mong mẹ có thể nhẹ nhàng với vợ con, vậy mà mẹ lại như thế này. Nói thật, con thất vọng lắm. Tôi đẻ anh ra, tôi làm lụng vất vả nuôi anh ăn học thành tài. Bây giờ anh đủ lông đủ cánh, anh lại quay ra trách mắng tôi. Anh với tôi mới là máu mủ ruột thịt, còn vợ anh cũng chỉ là một đứa con gái xa lạ mà thôi. Đáng nhẽ ra ấy, anh nên hiếu thảo với mẹ. Đằng này anh lại đội vợ lên đầu. Anh sống như thế mà được à? Mẹ đừng nói như thế về Mai. Cả mẹ và Mai đều là người thân của con. Con không muốn phải lựa chọn giữa mẹ và cô ấy. Con chỉ muốn cả nhà mình chung sống hòa hợp thôi. Vậy mà ở nhà mẹ lại như thế này.
Mai sợ nếu chồng cô tiếp tục nói thì bà anh lại càng tức giận, nên Mai đã phải ngăn cản chồng. Bà Loan từ chỗ muốn đổ lỗi cho con dâu và kéo con trai về phía mình, cuối cùng lại bị phản tác dụng. Toàn càng yêu thương Mai hơn, còn đối với bà, anh không căm ghét nhưng cũng không hài lòng về những gì bà đã làm. Về phòng riêng, Toàn liên tục xoa bóp cho Mai, Mai thì lại nhẹ nhàng khuyên anh lên làm hòa với mẹ. Toàn chỉ ậm ừ cho qua, tính anh vốn thẳng thắn, đúng là đúng, sai là sai. Anh nhất quyết không chịu nhận vơ cái sai về mình, trong khi bà Loan mới là người cư xử không phải. Sau cuộc cãi vã đó, tình hình trong nhà trở nên căng thẳng hơn. Mai bắt chuyện với bà Loan, thế nhưng bà Loan xem cô như người vô hình. Bà không hề trả lời cô lấy một lần. Đến bữa ăn, Mai xuống bếp thì thấy bà Loan ngồi ăn cơm một mình. Bà không gọi Mai ra ăn cùng và trên mâm cũng không có chút phần bát đũa của Mai. Mai ngầm hiểu rằng bữa cơm này không dành cho cô. Cô cũng không nói gì vì Mai biết bất cứ lời nói của cô vào lúc đó có thể châm ngòi cơn giận của mẹ chồng. Mẹ ruột rất bận bịu với mấy đàn gà đàn vịt ở ngoài trại. Bữa trưa bữa tối của bà lúc nào cũng ăn quá giờ. Mai không muốn mình tạo thêm việc cho mẹ nên cô đã quyết định gọi cơm hộp về ăn. Biết là mua cơm hộp thì sẽ không đảm bảo vệ sinh, thế nhưng giờ cô đi lại ngày càng khó khăn, cô không thể tự đứng bếp được nữa nên chỉ còn cách đó. Mai sợ chồng và mẹ cô lo lắng nên cô vẫn giấu nhẹm chuyện ăn uống. Cô gánh phần thiệt thòi về mình để không khí trong nhà dù chẳng dễ chịu hơn nhưng cũng không thêm sự căng thẳng. Thời gian sau, mỗi ngày cứ bình dị trôi qua. Bà Loan vẫn chưa nói chuyện lại với Mai và Toàn. Bà nghĩ kỹ thì thấy đó cũng không hẳn là điều xấu, bởi suốt 2 tháng trời không ai nói với ai câu gì thì mâu thuẫn cũng không xảy ra. Câu chuyện về mẹ chồng mới dịu đi thì lại đến câu chuyện về chị dâu. Nga là bà chị, lấy ông anh cả trong nhà. Chồng Nga đang đi xuất khẩu lao động, còn cô thì đi làm công ty. Suốt cả mùa hè, con cháu nhà nào nhà nấy đều đua nhau đi học thêm. Nga cũng sợ con mình không học thì không theo kịp bạn bè, nhưng cho con đi học thì cô lại tiếc tiền. Đến khi vào năm học thì quả thật thằng Bom, đứa con trai của Nga vốn đã học kém, nay đã đứng bét lớp. Nga vẫn tiếc khoản tiền cho con đi học thêm nên đã sang nhờ Mai bày học cho cháu. Mai dù khá mệt khi đã gần đến ngày sinh đẻ, thế nhưng hiếm hoi chị dâu mới nhờ vả. Nếu cô từ chối thì e rằng chị dâu cô sẽ nghĩ cô kênh kiệu khó tính. Thế nên cuối cùng Mai đã nhận lời. Mai chưa khi nào tiếp xúc riêng với thằng Bom nhà anh chị cả, cho nên không biết tính cách nó như thế nào. Ngày đầu tiên nó sang nhà để Mai bày học, Mai đã cho Bom làm một bài kiểm tra nhỏ, xem lực học của cháu thế nào. Bom tỏ ra khó chịu, thằng bé còn nói, lên lớp đã phải làm bài kiểm tra, về nhà cũng phải làm bài kiểm tra. Đến khi Bom làm xong, Mai sốc vì thằng bé chỉ làm đúng một câu trong tất cả 10 câu, thằng bé còn chưa đọc rõ. Mai đành phải dạy lại cho thằng bé từ chương trình lớp 1. Nếu thằng bé chịu khó thì không nói, đằng này cứ sang đến nhà. Khi Nga còn đang ở đó thì Bom tỏ ra ngoan ngoãn và nghe lời Mai. Khi mẹ nó vừa ra khỏi cổng thì ngay lập tức Bom chạy ra ngoài phòng khách và đòi bà nội mở hoạt hình cho xem. Bà nội lại hay chiều cháu cho nên không hề nhắc nhở thằng bé mà còn để nó làm theo ý thích. Mai là người có trách nhiệm, cô đã nhận việc gì thì phải làm cho đến nơi đến chốn chuyện ấy. Mai biết mẹ chồng vẫn còn đang giận cô, nên dù cô có nói với bà thì bà cũng sẽ vờ như không nghe thấy. Chính vì thế Mai đã nói trực tiếp với chị dâu. Chẳng hiểu Nga có thật sự muốn con học tốt hay không, hay chỉ gửi con sang cho Mai để che mắt thiên hạ. Nga chỉ trả lời hời hợt, rốt cuộc thằng Bom vẫn chứng nào tật nấy. Nó sang nhà bà nội 3 tiếng, tỷ đã dành mất 2 tiếng rưỡi để xem phim hoạt hình. 30 phút còn lại, đầu óc của nó cũng như ở trên mây. Mai thấy không khả quan, nên sau 10 ngày chị dâu gửi con sang, Mai thẳng thắn nói. Từ ngày mai chị đừng đưa Bom sang đây nữa, mà hãy gửi bé đi học đàng hoàng ở một trung tâm nào đó đi ạ. Sao em lại nói thế? Em có muốn giúp chị à? Vợ chồng chị ít chữ, lại ít cả tiền, mới phải nhờ đến em chứ. Trong nhà có người học đại học ra để làm gì? Không phải là em không muốn giúp chị, mà em thấy bày học cho thằng bé kiểu này không hiệu quả. Nó cũng không nghe lời của em, và còn chống đối em nữa. Em nghĩ nên gửi thằng bé đến nhà thầy cô sẽ tốt hơn. Với lại thằng bé hầu như đang trắng tinh đầu óc, chị phải cho cháu ôn lại chương trình lớp 1 thôi. Mai đã cố gắng nói nhẹ nhàng nhất có thể, thế nhưng chị dâu của cô lại quá nhạy cảm, chị ấy bỗng nổi cơn giận. Ý em đang nói thằng Bom vừa sốt, lại vừa nghịch ngợm phải không? Em đang chửi vào mặt chị là không biết dạy con phải không? Dạy cháu thì phải kiên nhẫn với cháu, trẻ con thì đứa nào chả nghịch ngợm.
Em sống ích kỷ như vậy thì chỉ sống được một mình thôi. Nga kéo tay thằng Bom dẫn về nhà. Bà Loan nhìn thấy cảnh đó thì lại càng tỏ ra đắc ý. Chả phải do bà già lại khó tính đâu, mà đến chị dâu cũng thấy khiếp sợ em dâu rồi đấy. Ăn ở làm sao cho người ta thương, chứ đừng để người ta ghét. Mai nghe những lời móc mỉa của mẹ chồng và càng cảm thấy chạnh lòng. Cô không biết bà đã bắt đầu ghét cô từ đâu, mà cứ hễ có việc gì xảy ra bà luôn châm chọc. Chính bà Loan là nguyên nhân lớn nhất khiến cho thằng Bom không tập trung được việc học. Vậy mà bà lại nói như thế, Mai là người gây ra tất cả. Thực ra bà chị dâu thừa biết lực học yếu kém của con trai mình. Chính chị ta cũng bất lực với thằng Bom nên mới đẩy trách nhiệm dạy học con sang cho Mai. Đến bài kiểm tra gần nhất, Bom chỉ được 2 điểm. Nếu ai hỏi vì sao con cô đạt điểm thấp như thế, thì Nga lại lấy Mai ra để đổ lỗi. Mai có thân với chị Hương hàng xóm, chị ấy có đứa con gái học cùng lớp với Bom. Chiều hôm ấy, chị ấy có sang nhà và kể lại với Mai mọi chuyện. Sáng nay chị đi đón con bé nhà chị, cô chủ nhiệm hỏi mẹ Bom là ở nhà không bày học cho Bom hay sao, mà nó lại làm bài rất tệ. Thì chị dâu của em đã nói là cô ấy muốn bày cho con học, nhưng mà chính em đã tự nguyện dạy học cho Bom. Cuối cùng là để kết quả học của Bom bị thụt lùi đấy. Mai thấy rất ngớ ngẩn. Sao chị ấy lại có thể nói như thế được chứ? Chính chị ấy là người đã nhờ vả em dạy cho con chị ấy học. Dù em rất mệt nhưng vẫn nhận lời. Còn nữa, em nói thì mẹ chồng em không nghe, thằng bé cũng không nghe, và ngay cả chị ấy cũng vậy. Thế mà giờ chị ấy lại đổ hết lỗi lên đầu em sao? Tất nhiên là chị không tin lời chị dâu em rồi. Có phải năm nay thằng Bom nó mới học dốt đâu. Từ năm ngoái nó đã thuộc dạng kém cỏi nhất lớp rồi. Chị cũng quý em nên mới nói cho em biết để em tránh va chạm với họ. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Trong giây phút ấy, Mai thấy những người trong gia đình chồng cô thậm chí còn không tử tế với cô bằng người ngoài. May mắn là Toàn thì khác, nếu anh cũng như họ nữa thì cô chẳng biết sống thế nào ở đây. Qua chuyện này Mai cũng rút được kinh nghiệm và biết chị dâu không phải là người cô có thể thân thiết hay đối xử tử tế. Cô cố giữ khoảng cách và không xảy ra va chạm như việc cô đang giữ khoảng cách với mẹ chồng. Mai thấy cũng khá tủi thân. Lúc cô quyết định kết hôn với Toàn, cô không nghĩ đến chuyện phân biệt gia đình bên nội và gia đình bên ngoại. Thế nhưng chính những hành động của họ đã buộc cô phải làm vậy. Khi cái thai trong bụng của Mai được 9 tháng, ngày sinh đã cận kề, Mai và Toàn bàn kỹ hơn đến việc chăm sóc cả mẹ lẫn con sau khi sinh. Ai cũng nói sinh đứa con đầu thường sẽ không đủ ngày. Mai biết mình không còn nhiều thời gian để chuẩn bị nữa. Mai bắt đầu thành thật với chồng chuyện suốt thời gian qua, cô đã phải tự mình chuẩn bị chuyện ăn uống. Toàn có chút giận vợ. Sao đến bây giờ em mới nói chuyện này? Đáng nhẽ em nên kể cho anh biết để anh nói lại với mẹ chứ. Thời gian vừa rồi mẹ rất giận hai vợ chồng mình, anh có nói cũng vô ích thôi. Ăn uống lúc mang thai thì khác, thế nhưng mà đến khi em sinh nở thì cần kỹ lưỡng hơn. Em nghĩ vợ chồng mình nên thẳng thắn hỏi mẹ xem mẹ có ý định giúp đỡ em sau khi sinh hay không. Nếu mẹ không muốn thì lúc đó mình sẽ tìm cách khác thôi. Thế để mai anh về, chắc mẹ cũng hết giận mình rồi. Dù gì mình cũng là con cháu trong nhà, mẹ sẽ bỏ qua chuyện cũ mà giúp đỡ vợ chồng mình thôi. Hai vợ chồng Mai đã bàn trước như vậy. Khi Toàn về, hai người cũng nghiêm túc nói chuyện với bà Loan. Toàn đã mở lời trước. Chỉ còn vài ngày nữa là vợ con sinh rồi. Con đã xin công ty nghỉ một tuần để túc trực bên cạnh vợ con lúc cô ấy vượt cạn. Con muốn nhờ mẹ và cũng là hỏi ý kiến mẹ. Mẹ có thể giúp đỡ vợ con sau khi cô ấy sinh không ạ? Bấy lâu nay anh chị không nói chuyện gì với tôi. Bây giờ có việc cần thì nhờ tôi giúp. Anh chị mới chịu mở cái mồm ra nhỉ? Mẹ mới là người phớt lờ bọn con, chứ đâu phải bọn con phớt lờ mẹ đâu. Mai véo vào chân Toàn để ra hiệu cho anh. Dù gì bây giờ vợ chồng cô đang đi nhờ vả bà, không nên lôi cái chuyện cũ ra để nói. Mai lại hỏi bà Loan, thế ý mẹ thế nào ạ? Cụ thể thì anh chị muốn tôi giúp anh chị những việc gì? Vợ con ở cữ không đi lại được gì nhiều, nên nhờ mẹ lo chuyện ăn uống, giặt giũ, chuyện du con và cả những chuyện lặt vặt khác nữa ạ. Bà Loan trợn mắt nhìn Toàn. Anh nói thế chẳng khác nào bắt mẹ anh làm hết việc luôn rồi còn gì. Thì vì hoàn cảnh bây giờ bắt buộc phải làm như thế mà mẹ, còn đâu có cách nào khác nữa đâu. Nhờ mẹ một vài việc thì được chứ. Đây chả khác nào con dồn hết việc vào người mẹ, mẹ không làm được đâu. Những lúc thế này mới nhớ, thế mẹ vợ con đâu, sao con không nhờ bà ấy đi? Mẹ cũng biết là mẹ vợ con làm trang trại chăn nuôi mà. Làm trang trại chăn nuôi thì sao? Chẳng nhẽ chỉ có mình bà ấy nhiều việc phải làm, mẹ cũng có nhiều việc riêng của mẹ chứ. Nhìn thái độ của bà Loan, Mai biết bà không sẵn lòng giúp cô.
Mai về sống với bà Loan được 8 tháng và cũng đã nhìn rõ con người bà, hoặc ít nhất là nhìn rõ thái độ của bà với cô, nên cô không mấy bất ngờ hay thất vọng, bởi ngay từ đầu cô đã không kỳ vọng nhiều. Còn Toàn thì khác, anh không hiểu nổi tại sao mà anh lại tuyệt tình với con cái trong nhà như vậy. Vào mùa vụ bà Loan có thể sẽ khá bận bịu, nhưng bây giờ mùa vụ đã xong cả. Nói không ngoa thì bà Loan chỉ lo 3 bữa ăn hàng ngày, sau đó đi buôn dưa lê bán dưa chuột với hàng xóm. Vậy mà bà lại tỏ ra bận rộn, rồi tị nạnh với mẹ vợ. Nghe bà Loan nói thế, Toàn thở dài. Nếu mẹ không thể giúp đỡ vợ chồng con, thì con sẽ xin nghỉ việc khoảng 1 tháng để ở nhà chăm vợ con vậy. Nghỉ là nghỉ thế nào? Anh không được làm như thế. Anh cứ nói bà Hồng sang đây mà chăm con gái bà ấy. Còn anh ấy cứ lo công việc của anh đi. Con làm sao có thể bắt mẹ vợ con làm như thế được chứ? Nếu mẹ vợ con sang đây thì chuyện ngoài trang trại ai chăm lo? Mai cũng thấy việc chồng cô nghỉ việc ở nhà chăm sóc cô là không hợp lý. Anh không nên nghỉ tận 1 tháng đâu anh. Như vậy sẽ rất ảnh hưởng nếu sau này anh quay lại làm đấy. Bây giờ mẹ không chịu giúp em thì anh phải giúp em chứ sao? Cho dù như vậy cũng không được, để em thử nghiên cứu cách khác. Mai và Toàn lại thêm một lần đau đầu suy nghĩ. Khi bà Hồng gọi điện sang thì Mai cũng đã thành thật kể hết mọi chuyện cho bà. Bà Hồng nhẹ nhàng nói, nếu mẹ chồng con không chịu giúp thì để mẹ làm vậy. Mẹ sẽ bán hết mấy đàn vịt, đàn gà ở ngoài trang trại. May mà mẹ vẫn chưa mua con giống mới. Mẹ làm như vậy có được không ạ? Có gì mà không được chứ. Lúc bình thường thì phải ưu tiên công việc, nhưng mà lúc con cái cần thì phải ưu tiên con cái. Ông bố bà mẹ nào chả thế. Giá mà mẹ chồng Mai cũng có thể nghĩ được như thế thì thật tốt. Mai nói cho chồng biết về quyết định của mẹ cô. Anh vừa mừng rỡ, biết ơn, lại vừa cảm thấy hơi có lỗi với bà Hồng. Anh là con rể, nhưng bà đối xử với anh chẳng khác nào con trai. Tuần nào bà cũng gọi điện hỏi thăm sức khỏe, công việc của anh. Bây giờ bà cũng gác lại những công việc của bà để lo cho con gái đã lấy chồng. Có thể nói bà chẳng khác nào vị cứu tinh của vợ chồng Toàn ngay lúc này. Còn bà Loan, dù là mẹ ruột anh, thế nhưng anh cũng không muốn nói tới nữa. May mắn cho Mai khi đến ngày sinh lở, cô vừa có mẹ ruột lại vừa có cả chồng bên cạnh. Hai mẹ con cô vượt cạn thành công. Con trai cô ra đời lành lặn khỏe mạnh. Lúc Mai đi sinh, bà Loan cũng có đến bệnh viện, nhưng không phải là vì bà thực sự muốn đến, mà vì nếu ở nhà thì hàng xóm sẽ dị nghị. Mai nghĩ bà Loan có thể ghét cô, nhưng con trai cô là cháu nội, là máu mủ của bà, ít nhất bà cũng sẽ không ghét bỏ thằng bé. Thế nhưng Mai đã lầm. Bà Loan đến bệnh viện và ngồi ngoài hành lang như một vị khách qua đường. Bà thậm chí chẳng hề liếc nhìn thằng bé lấy một lần hay ôm ấp nó. May mắn có chồng và mẹ ruột hết sức cưng nựng cháu, cho nên Mai cũng không bị tủi thân. Đến khi Mai xuất viện về nhà để tiện cho việc chăm sóc cho con cháu, nên bà Hồng đã chuyển sang ở cùng với mẹ con Mai. Bà Loan tuy không thích nhưng cũng chẳng làm được gì, vì chính bà đã đề nghị chuyện này. Vì bây giờ bà Hồng mới là người chăm sóc chính cho vợ Toàn, nên Toàn đã gửi tiền cho bà Hồng để bà mua sắm những thứ cần thiết. Toàn vẫn gửi về cho bà Loan một khoản để bà sinh hoạt. Thế nhưng tất nhiên bà Loan không hài lòng về chuyện đó. Bà bắt đầu nói móc nói mỉa bà Hồng. Mai còn nhớ hôm đó, con cô đã được 1 tuần tuổi. Cô có nhờ bà Hồng đi mua thêm ít tã, vì vào mùa mưa, cho nên dù đã giặt bằng máy giặt, nhưng vẫn rất lâu khô. Lúc đi về, ngoài bịch tã mới, bà Hồng còn mua cho cô cả 1 hộp sữa, cho người trung tuổi bổ sung canxi. Bà Loan đã liếc mắt nhìn thấy, bà bắt đầu mỉa Mai. Đúng là không phải tiền bạc của mình thì tiêu cái gì cũng dễ dàng hơn hẳn. Thôi thì cũng do mình không biết dạy con, nên con nó mới dại như thế. Bà Hồng thừa biết bà Loan đang nói mình. Nếu là người ngoài thì bà Hồng đã thẳng thừng đốt chát. Thế nhưng hai người lại là thông gia, bà Hồng chỉ nhẹ nhàng đáp. Mấy bữa nay tôi thấy cô bác sĩ mà tôi thân ở trạm y tế có mở cửa hàng bán thuốc tại nhà, nên tôi có đến mua ủng hộ. Hộp sữa này nhìn thì to, nhưng cũng chỉ mấy trăm nghìn thôi bà ạ. Và tôi đã dùng tiền của tôi để mua, chứ không lấy tiền của ai hết. Tôi có nói gì với bà đâu, tôi chỉ đang nói chuyện vu vơ một mình thôi mà. Tôi cũng chỉ giải thích trước, phòng trường hợp bà nghi ngờ tôi dùng tiền của Toàn để tiêu cho mình. Cả đời này tôi tuy chưa từng trải qua cái cảm giác giàu có, thế nhưng vẫn làm đủ ăn đủ tiêu và không phải phụ thuộc vào ai. Tôi cứ nghĩ không biết con Mai nó giống ai mà lại cư xử không biết trên biết dưới, thì ra là nó giống bà. Bà đặt điều cho tôi, khéo lát nữa bà lại còn gọi điện cho thằng con trai tôi để mách nó đấy nhỉ. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ mách con rể 3 cái việc vặt vãnh này. Nhưng mà bà thông gia à, dù gì mình cũng đã là người làm bố làm mẹ rồi,
Ai mà chẳng mong con cái mình có cuộc sống tốt. Chỉ sợ không có để cho con, chứ nói gì đến việc ăn bớt tiền của nó. Tôi mong bà có thể hiểu điều tôi vừa nói. Bà Loan tức giận vì cảm thấy mình vừa bị thông gia dạy dỗ một bài học, nhưng cũng chính bà là người đã gợi ra chuyện đầu tiên. Bà Loan lại tiếp tục trả đũa thông gia bằng những việc khác. Trước đó khi nấu cơm, thực phẩm thì bà Hồng ra chợ mua, còn gạo thì bà Hồng lấy trực tiếp từ nhà chồng Mai luôn. Bà Loan lại bắt đầu than thở. Người ta có hay nói, đàn bà ở cữ không có mổ miệng ăn uống, người già vì răng đã yếu ớt nên không thể ăn được nhiều. Thế mà cái thùng gạo mới xay được 2 ngày đã cạn xuống đáy rồi. Đã mất mùa còn gặp thêm sao trời. Bà Hồng ngao ngán khi bà Loan thậm chí còn tiếc cả gạo nuôi con nuôi cháu. Bà Hồng cũng chẳng muốn tranh cãi nhiều về bát cơm. Bà về nhà và chở sang mấy bao gạo đặt ngay ở bếp, khỏi bà Loan kiếm cớ nói đi nói lại. Hết nói chuyện thóc gạo, bà Loan lại nói sang chuyện dầu mỡ gia vị, rồi chuyện bình ga. Câu chuyện của bà đại ý là không muốn bà Hồng dùng bất cứ thứ gì trong nhà. Bà Loan tính toán tất cả mọi thứ. Bà Hồng cũng lần đầu gặp một người mẹ chồng như bà Loan, đến mức bà Hồng đã phải hỏi Mai. Rốt cuộc thời gian qua, con làm sao mà sống được với bà ấy hay vậy? Mai đang bế đứa con trên tay, cô mỉm cười nói. Con nghĩ đến chồng và nghĩ đến con trai để sống thôi mẹ. Nếu là mẹ thì mẹ chắc đã sớm dọn khỏi đây rồi. Bà ấy còn ghê gớm hơn cả những bà mẹ chồng trong phim nữa. Thời gian qua chắc chắn bà ấy đã làm con khổ rất nhiều có đúng không? Ngoài những chuyện con kể cho mẹ thì còn những chuyện khác kinh khủng hơn nữa chứ gì. Con nghĩ không nên nhắc lại chuyện cũ làm gì. Ừ thì coi như chuyện cũ thì bỏ qua đi. Nhưng bây giờ bà ấy còn tính toán cả những thứ lặt vặt mẹ con mình dùng trong nhà nữa. Chắc ngày mai mẹ phải đi mua hết mọi thứ rồi dùng riêng ra khỏi bà ấy nói nhiều. Dạ mẹ cứ làm thế nào mẹ thấy hợp lý là được. Bà Hồng thở dài não nề, nhìn con nhìn cháu bà thấy tội cho chúng. Đứng trên lập trường người mẹ, ai chẳng muốn con gái lấy về được cái nhà đàng hoàng tử tế. Dĩ nhiên không thể hy vọng bố mẹ chồng có thể đối xử với nàng dâu như bố mẹ ruột. Thế nhưng đến mức như bà Loan thì đã là quá quắt. Bà Hồng còn mừng thầm khi bà Loan không chịu nhận trách nhiệm chăm sóc con và cháu. Bởi bây giờ bà chưa làm được gì, thế nhưng đã tìm cách đẩy đọa. Thử hỏi nếu bà lo liệu mọi việc thì bà ấy sẽ còn kể công và gây khó dễ cho mẹ con Mai đến mức nào nữa. Bà Hồng đã hơn 60 tuổi, thế nhưng đến bây giờ khi nhìn thấy cách hành xử của bà Loan, bà Hồng mới thấm được ý nghĩa thực sự của câu khát máu tanh lòng. Không chỉ có như thế, lúc có những người họ hàng ở xa đến thăm mẹ con Mai mà không có mặt bà Hồng ở đó, bà Loan lại ngang nhiên nhận hết công lao về mình. Lúc đó có cả những người họ hàng và bà Loan đều đang ở trong phòng của Mai, nên Mai đã chứng kiến tất cả. Bà Loan trơ trẽn nói, mẹ con nhà đó sinh xong, một tay tôi làm hết tất cả mọi thứ. May mà trước giờ tôi chịu khổ quen rồi, nên cũng không thấy vất vả là bao. Chỉ có điều chi phí tiêu dùng trong nhà tốn kém quá. Chưa hết một tháng mà mẹ con nhà nó đã tiêu hết tiền cả vụ lúa của tôi rồi đấy thím ạ. Sao em nghe bảo thằng Toàn nó làm trên thành phố lương cao lắm, thế nó không gửi tiền về cho chị sao? Nó có gửi về cho tôi được đồng nào đâu chị. Chắc nó nghĩ mẹ nó làm được nhiều tiền nên gửi về cho vợ nó cất đâu hết rồi. Người họ hàng đó nghe bà Loan kể lể thì nhìn Mai nói, sao cháu không đưa tiền cho mẹ lo toan mọi việc? Chăm bà đẻ có bao nhiêu việc cần phải tiêu tiền, cháu cũng không khéo léo gì cả. Mai thật sự không muốn bóc trần bộ mặt thật sự của bà Loan trước mặt người ngoài, nên cô đã im lặng. Vậy mà bà Loan được đà lấn tới. Chắc là tiền cái Mai nó gửi về cho mẹ ruột hết rồi đấy thím ạ. Thím cũng đừng trách cái Mai, trông nó thế thôi chứ cư xử vẫn còn dại dột lắm. Sao tiền nhà nội lại đem về cho nhà ngoại? Em thấy như vậy là không được đâu. Bà Loan nhìn Mai với vẻ mặt đắc ý, còn người họ hàng kia thì khẽ liếc xéo Mai. Mai muốn giữ thể diện cho bà Loan nên mới nhẫn nhịn, còn bà thì lại càng lúc càng không biết điểm dừng. Người họ hàng kia đã hoàn toàn tin lời bà Loan nói. Mai sợ nếu mình không thanh minh thì những điều trái lệch với sự thật lại bị lan truyền. Người đời sẽ chỉ nhìn vào những câu chuyện chưa được xác thực và thậm chí họ còn không được chứng kiến để chỉ trích mẹ con cô. Mai cuối cùng cũng đã quyết định bảo vệ cô và mẹ cô. Dạ thưa thím, thím đừng nghe lời mẹ chồng con nói rồi nghĩ oan cho con và mẹ chồng con ạ. Từ hôm con sinh xong đến giờ, mẹ chồng con chưa một lần bế cháu. Mọi việc chăm sóc con đều do một tay mẹ ruột con làm. Chính vì vậy chồng con mới gửi tiền trực tiếp cho mẹ con, chứ không phải là con lén lút tuồn tiền của nhà chồng về nhà mẹ đẻ như lời mẹ chồng con nói đâu ạ. Bà Loan tức giận, cô có im đi không? Mai bỏ qua lời bà Loan rồi tiếp tục nói,
Nếu thím không tin thì thím cứ đi ra sau bếp sẽ biết. Mẹ chồng con tiếc với con từng đồng tiền bột giặt, gia vị và cả gạo. Lệ mẹ con đã phải mua mới hoàn toàn để dùng. Bây giờ dưới căn bếp đang được chia thành hai ngăn. Con không dám nói dối. Con chỉ mong thím đừng nghe lời một chiều từ mẹ chồng con rồi nghĩ oan cho con và mẹ con. Người thím đó nhìn bà Loan và Mai với ánh mắt ái ngại. Ngay lập tức người thím ấy đã ra về. Bà Loan như hóa điên, bà hét vào mặt Mai. Sao cô dám bôi nhọ tôi với người khác hả? Cô là bậc con bậc cháu, cô làm vậy mà coi được à? Vậy còn mẹ thì sao ạ? Sao mẹ lại ăn không nói có? Nếu con im lặng không nói ra sự thật thì ai sẽ bảo vệ mẹ con đây? Chính mẹ đã ngang nhiên bịa ra những chuyện không có thật ngay trước mặt con. Con thật sự không hiểu tại sao mẹ làm được như vậy. Mẹ nghĩ con là đứa ngốc và sẽ để yên cho mẹ ngang nhiên bôi nhọ danh dự của gia đình con sao? Chính vì mồm miệng của cô như thế này nên tôi mới ghét cô đấy. Học hành cho giỏi giang, cuối cùng lại về cãi cha mẹ. Cô nên nhớ lời của cha mẹ là lệnh, cho dù sai cũng phải nghe theo. Con xin lỗi mẹ, nhưng bố mẹ con không dạy con như thế. Bà Loan càng ngày càng lớn giọng, khiến con trai Mai giật mình và khóc ré lên. Đúng lúc đó bà Hồng lại vừa sang, cho nên cuộc cãi cọ của mẹ chồng nàng dâu mới kết thúc. Bà Loan căm ghét bà Hồng, căm ghét Mai và căm ghét cả đứa cháu của mình. Sự căm ghét đã đẩy bà đến những hành động tiêu cực hơn. Sáng hôm sau, bà Loan lấy điện thoại và gọi điện thoại cho Toàn về nhà ngay. Toàn hỏi lý do, thế nhưng bà Loan không chịu nói rõ. Bà chỉ liên tục đe dọa sẽ tự tử, khiến cho Toàn hoảng hồn và phải bắt xe về ngay lập tức. Bà Hồng và Mai ở trong phòng không biết chuyện gì xảy ra. Đến khi nghe tiếng Toàn về thì cả hai người đều thấy bất ngờ. Bà Loan khóc lóc. Mất hết rồi con ơi, chắc mẹ chết mất thôi. Bà Hồng và Mai bước ra ngoài, Toàn đỡ bà Loan ngồi lên trên ghế và hỏi. Mẹ mất cái gì? Tiền tiết kiệm của mẹ có 50 triệu để trong tủ đã mất rồi. Mẹ mất từ khi nào? Ngày nào mẹ cũng mở tủ ra kiểm tra vào mỗi buổi sáng hết. Rõ ràng sáng hôm qua vẫn còn đây, thế nhưng hôm nay mẹ mở ra thì mất rồi. Thế mẹ có nghi ngờ ai không? Có ai lạ mặt vào nhà mình không? Không có ai vào nhà mình hết. Chiều hôm qua chỉ có thím An đến chơi thôi, nhưng mà thím ấy không hề vào phòng mẹ. Bà Loan liếc mắt nhìn Mai và bà Hồng đầy khó hiểu. Trong nhà chỉ có ba người lớn, con nói xem mẹ có thể nghi ngờ được ai nữa. Kìa mẹ, sao mẹ lại nói thế? 50 triệu là cả một số tiền lớn với mẹ đấy, con có biết không? Nếu biết sẽ xảy ra cơ sự này, ngay từ đầu mẹ đã không cho người lạ bước chân vào nhà mình rồi. Biết bà Loan đang ám chỉ mình là người lấy trộm tiền, bà Hồng thở dài. Bây giờ chị đang nghi ngờ tôi lấy tiền của chị đấy à? Không phải tôi nghi ngờ, mà tôi khẳng định đó là chị. Nếu chị đã dám khẳng định, thì hãy đưa ra bằng chứng đi, chứ đừng có nói suông như thế. Trong nhà bà Loan không hề lắp camera, bà Loan đã lợi dụng điểm đó để đổ oan cho bà Hồng. Bà ấy cứ dùng cái lý lẽ không có ai đến nhà chơi để khẳng định và biết chắc, chỉ cần rơi vài giọt nước mắt rồi kể lể cho người ngoài thì chắc chắn họ sẽ tin. Toàn cảm thấy rất xấu hổ với bà Hồng khi mẹ anh liên tục khẳng định bà Hồng đã lấy trộm tiền. Còn Mai chỉ nhìn sơ qua cũng biết đây là cách mà bà Loan trả thù cô và mẹ cô. Dĩ nhiên bà Hồng không ngồi im để cho người khác đặt điều xấu về mình, bà bình tĩnh nói. Bây giờ cứ nói chuyện thì chẳng giải quyết được điều gì. Tốt nhất ý, cứ gọi công an đến là biết ngay tôi có phải là thủ phạm hay không. Bà thừa biết nhà tôi không có gắn camera, bây giờ bà mới dương dương tự đắc như thế chứ gì. Công an họ không chỉ làm việc nhờ có camera đâu, chắc chắn họ còn nhiều cách khác để tìm ra thủ phạm. Vậy thì gọi công an đến đi. Bà Loan vẫn nghĩ rằng chỉ cần bà tiếp tục bịa chuyện thì có thể qua mắt được công an. Thế nhưng bà đã nhầm. Với những người như bà Loan, công an không khó để phát hiện ra bà đang nói dối. Trong khi bà Hồng và Mai rất bình tĩnh trả lời những câu hỏi của họ, thì bà Loan lại vòng vo, mỗi lúc trả lời một kiểu. Đến cuối cùng, bà Loan đã lòi mặt chuột là tự mình bịa chuyện mất tiền. Toàn xấu hổ vô cùng khi mẹ anh hành động quá ấu trĩ. Từ đầu đến cuối, bà đã tự mình làm hại mình. May mắn cho bà Loan là bà Hồng đã quyết định không truy cứu mọi chuyện. Nếu không bà Mai cũng sẽ bị xử phạt vì đã bôi nhọ danh dự của người khác. Mọi chuyện đã đến mức này, thế nhưng bà Loan vẫn không chịu nói lời xin lỗi với bà thông gia và con dâu, mà chỉ lặng lặng bỏ về phòng. Toàn đã quyết định sẽ đưa Mai và con trai về nhà ngoại để ở, để bà Hồng tiện chăm sóc. Nếu mẹ vợ và vợ anh còn ở chung với mẹ anh, chắc chắn sẽ không thể thoải mái được. Ngay trong ngày hôm đó, gia đình nhỏ của Toàn và bà Hồng đã rời đi và trả lại cho bà Loan sự tự do, thoải mái mà bà mong muốn. Thế nhưng bà Loan đã đánh mất nhiều thứ đáng trân trọng sau khi con cháu bà rời khỏi.
Đến khi đứa con tròn 1 tuổi thì hai người bắt đầu đi mua đất và xây nhà riêng. Mai gửi con cho bà Hồng và quay lại thành phố làm việc. Cả hai vợ chồng Toàn đều cảm thấy biết ơn bà Hồng và làm tròn đạo hiếu với bà. Tuy nhiên họ vẫn đau đớn trong lòng khi nghĩ về bà Loan. Dù vậy hai vợ chồng cũng thuận theo tự nhiên, tiếp tục sống tốt, tiếp tục làm việc chăm chỉ và cùng nhau gây dựng gia đình hạnh phúc như hai người vẫn mong muốn. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe trọn vẹn bộ truyện vừa rồi của chúng tôi. Quý vị hãy cho chúng tôi biết cảm nhận của mình bằng cách bình luận ở cuối video nhé. Quý vị cũng đừng quên ấn like, đăng ký kênh và ấn vào quả chuông thông báo để không bỏ lỡ những câu chuyện mới nhất sẽ được chúng tôi cho ra mắt liên tục trong thời gian tới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Thank you.